Em Nguyễn Lâm xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm Nhà Đất chuyên bất động sản tại thành phố biển Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Và nếu như cô chú anh chị đang có trong túi tiền của mình chỉ có 3 tỷ tư thôi và tìm một căn nhà gần biển, gần chợ, tất cả trường học luôn, chỉ từ 1 km thôi nha. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một căn nhà nằm tại tọa lạc cửa ngõ phía bắc của thành phố Nha Trang. Con đường như thế này là đường hẻm Nguyễn Biểu nha anh chị. Đường này là rộng 5m nè. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một căn nhà căn gấp 2 mặt tiền luôn. Bên đây là chúng ta sẽ có một lối đi nữa. Đường này thì rộng 4,5m nha anh chị nha. Và hôm nay em giới thiệu cho cả nhà mình. Đây là một căn gốc nè, bên trong có 3 phòng ngủ, 2 công trình nhà vệ sinh nha. Với diện tích căn nhà này là 78m² nha anh chị. Bên trong thì có 60m đất ở đô thị nha. Và hiện tại là đây là không gian phía trước này là khoảng sân nhà của chúng ta nha. Thì ở đây anh chị có thể là mình có thể là mình sửa lại, mình có thể đậu được một con chiếc ô tô VF34 nha. Còn nếu không mà nhà mình không có đi ô tô á, nếu mà có ô tô nữa có thể đậu bên hông nhà cũng được, không sao cả. Ngay đây thì mình có thể là mình đi tắm biển về nè. Ngay đây có cái vòi để anh chị cả nhà mình về rửa xe luôn, rất là thuận tiện ngôi nhà của chúng ta. Đó, bên trên thì chủ nhà có rào tôn là hết rồi, rất là hiện đại. Và bây giờ em sẽ dẫn cả nhà mình vào bên trong khám phá cái không gian phòng khách này nha. Đây là cái không gian phòng khách nè. Toàn bộ những cái nội thất này là thì chủ nhà sẽ để lại toàn bộ cho cả nhà mình nha. Đó, nội thất gỗ, bàn ghế nè, đầy đủ công năng. Ở đây thì anh chị về chỉ có là mình bổ sung vô là tivi nè. Đó, những cái dụng cụ cần thiết anh chị cảm thấy thiếu thôi. Đó, ở đây là phòng khách. Và sau lưng cái không gian phòng khách này chúng ta sẽ có một cái cầu thang đi lên trên tầng 2 nha. Ở trên thì có 2 phòng ngủ nha anh chị. Ở phía dưới này thì sẽ có một cái phòng ngủ như thế này nè. Anh chị xin mời anh chị vào trong nè. Đây là một cái căn nhà đó em rất là thích. Tại vì có phòng ngủ ở dưới á thì dành cho ba mẹ này, ông bà lớn tuổi nè. Rồi cái việc mà mình đi lên trên lầu á nó khó khăn á, có phòng ngủ ở dưới luôn, rất là thuận tiện anh chị ạ. Đó. Và lối đi có một cái lối đi chung nhỏ nhỏ. Rồi chúng ta sẽ kết nối ra cái không gian phía sau này là không gian khu vực bếp nha anh chị. Trong đây thì nói chung nội thất thì toàn bộ là cơ bản thôi. Cái này thì để lại cho cái nhà mình. Ngay đây thì sẽ có một cái bàn ăn này dành cho 4 người nha anh chị ha. Chúng ta sẽ ăn uống những cái bữa tối quay cùng bên nhau bên gia đình nha. Phía dưới này thì vẫn là có một cái nhà vệ sinh chung để chúng ta sử dụng riêng ở dưới tầng trệt này. Và bên đây chúng ta sẽ có một cái không gian ô giếng trời nè anh chị ạ. Lấy ánh sáng không khí để vào bên trong ngôi nhà nha. Rồi. Nếu mà cả nhà mình đang thấy video của em bổ ích á, có thể là tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh nha. Rồi, bây giờ em sẽ mời cả nhà mình lên trên tầng 2 khám phá tầng 2 của chúng ta sẽ như thế nào nha. Với căn nhà hiện tại là có là tầm tiền là 3.4 tỷ thôi mà sở hữu một căn nhà đi tắm biển nè, đi chợ nè, cho con cái mình đi học nè, rất là thuận tiện luôn, chỉ từ là 500 đến 1 km thôi. Đây là cái không gian phía sau nhà của chúng ta nha anh chị nha. Ngay đây là có một cái phòng ngủ nè dành cho thành viên của chúng ta. Và hiện tại của gia chủ đang ở nên là em xin phép riêng tư, em không có review nha. Ngay phía sau cùng này thì có một cái không gian phòng ngủ master nè, có đầy đủ, cũng nội thất cơ bản thôi. Và cũng có luôn một cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ này luôn nha anh chị. Đó, trên thì là mái ngói nè anh chị ạ. Rất là đẹp nha. Đó. Và phòng ngủ chúng ta sẽ có một cái cửa sổ như thế này, rất là rộng. Nếu mà nhà mình không có mở máy quạt hay máy lạnh á, mình có thể mở cửa sổ này ra. Và cái hướng tay của em đây là hướng bắc nha anh chị nha, hướng bắc. Đó, lối đi rất là rộng rãi, hai người có thể né nhau được luôn nha. Cái không gian thế này thì em đang kết nối ra cái khu vực để mà hiện tại gia chủ đang làm phòng thờ nè, đang làm phòng thờ của ngôi nhà của chúng ta. Nói chung là tường gạch men ở phía dưới nhà rất là còn mới luôn anh chị ạ. Và ngay đây không gian phòng thờ không có bị bí nha, có không gian cửa sổ hai bên này. Đây là cái không gian ban công ở phía trước nhà của chúng ta. Bên đây là trường học Hepman nha anh chị. Đó, căn nhà của chúng ta là khu vực cực kỳ yên tĩnh nè, an ninh nè, dân cư dân trí cao. Đó, rất là đẹp. Và hướng căn nhà này là hướng chính tây nha anh chị nha, hướng chính tây. Đó, và trong video này thì em review nó cũng khá là nhanh gọn lẹ, tại vì em cũng đang đi rất là nhiều với anh chị đồng đội review nhà. Và hôm nay là một căn nhà cực kỳ đẹp luôn, với tọa lạc cửa ngõ phía bắc của thành phố Nha Trang, nằm trong một con hẻm Nguyễn Biểu nha anh chị nha. Đó, hiện tại thì gia chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất, bao tất cả chi phí cho cô chú anh chị luôn. Đó, và tầm tiền là 3.4 tỷ với căn nhà là 78m² nha. Mày khoan hả, 78m² này là quy hoạch hết là 18m đất ở nha anh chị. Quy hoạch cái sân nhà của chúng ta thì nó còn lại là 60m đất ở thôi.
Thì nếu mà anh chị cô chú mà quan tâm về ngôi nhà này, có thể là liên hệ qua em Lâm và số điện thoại nha. Và cuối video đừng quên là tặng cho em Lâm một nút like và đăng ký bên cạnh video nha. Cảm ơn cô chú anh chị thân nhiều.